Đại niệm xứ tường giải tập 2 D. Quán tính chất bất tịnh của thân Lại nữa, này các tỳ kheo Vị tỳ kheo quán thân này Từ lòng bàn chân đi lên Từ tóc đổ xuống Bao bọc bởi da Và chứa đầy những loài bất tịnh Trong thân này có tóc Lông, móng, răng, da Thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng ruột, lá lách, phổi, ruột, cơ thành ruột, thức ăn chưa tiêu hóa, phân, ốc, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, dầu da, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, hoạt dịch, nước tiểu. 32 thân phần theo tài liệu của Thiền viện Pao kesa long loma móng naka răng danta da ta cho thịt mang sang gân nhà rút xương a xương tủy a minh thận wakang, tim hadanang, gang, năng gan màng ruột kilomakang, mà cần lá lách pi ti phổi bắp pha xăng ruột an tăng cơ thành ruột an TA -gu năng vật thực trong bao tử u phần phân kari ốc matalungan mật PIT tăng đàm xem hằng mũ búp bô máu lô -tăng, mồ hôi SÊ đồ mỡ mê đồ nước mắt asu dầu da wasa nước miếng KHÊ lô nước mũi slinkanika nước khớp xương lasika nước tiểu một tầng việc quán bằng chánh niệm trực tiếp trên thân này được gọi là quán bất tịnh đối với người ngoài phật giáo pháp quán bất tịnh trong hình thức đề tài thiền này là hoàn toàn xa lạ vì vậy chỉ khi một vị phật xuất hiện pháp quán này mới được dạy chánh niệm trực tiếp trên thân đưa đến những lợi ích sau một sự khẩn cấp tâm linh lớn hay đại kinh cảm mahasanvega hai sự an ổn lớn dựa trên tinh tấn mahayo Ma. ba chánh niệm và tỉnh giác lớn 4. bốn chứng đắc tri kiến giải thoát nhân na phát năm hiện tại lạc trú dittham chứng đắc quả tuệ và giải thoát vi cawi phala kiriya điều này có nghĩa là chứng a-la-hán à thánh đạo và a-la-hán à thánh quả chánh niệm này đã được giải thích trong các phần hơi thở vô ra tứ oai nghi bốn loại tỉnh giác quán bất tịnh quán tứ đại và chính pháp quán tử thi có bảy thiện xảo trong học tập để có được sự hiểu biết liên quan đến đề tài thiền này đó là bằng cách một lặp đi lặp lại bằng lời wachasa ba mươi hai thân phần của thân thân phần hai lặp đi lặp lại trong tâm manasa ba mươi hai thân phần của thân ba xác định tóc lòng theo màu sắc bốn Xác định các thân phần theo hình dáng, Santanato 5. Xác định vị trí của các thân phần theo phương hướng disaro, như bên trên hay bên dưới rốn, ở phần trên hay phần dưới của thân. 6. Xác định theo không gian okasato, tức xác định thân phần ấy nằm ở nơi nào đó trong thân. 7. Xác định một thân phần theo vị trí của một thân phần khác liên hệ với nó. Và bằng sự khác nhau của thân phần này Với thân phần khác Parichedato Có 10 thiện xảo Trong việc quán trên đề tài thiền này Một Hành thiền từ từ Như đang bò lên các bậc thang Hết bậc này đến bậc khác Nghĩa là Hành theo đúng thứ tự Lấy phần này Làm đề mục để quán Xong mới lấy một thân phần khác Hai Không hành quá nhanh Natisikato. Ba, không hành quá chậm. Natisangnikato. Bốn, hành thiền bằng cách gạt bỏ những ý nghĩ lan man. Wikhepa patibahanato. Năm, thực hành bằng cách vượt qua khái niệm về tóc đến ý niệm về sự bất tịnh. Panyati manato. Sáu, thực hành bằng cách loại trừ dần những phần ít rõ ràng. Anupupa Munchanato 7. Thực hành theo những phần được xem là nguồn sinh ra an chỉ Apanato 8. 9. 10. Thực hành theo những phương pháp đã được tuyên bố trong ba bản kinh Atichitta Sutta Kinh Tăng Thượng Tâm Sitipa tá Kinh Mát Lệnh và Bodhjanga sala Sutta Kinh Thiện Xảo Trong Các Pháp Giác Chi rồi Đức Phật tiếp tục bài giảng Pháp của Ngài với một tỷ dụ. Phí như, này các tỳ kheo, có một cái bị, hai đầu có thể mở ra được. Chứa đầy các loại hạt khác nhau như lúa tẻ, lúa nếp, đầu xanh, đầu đỏ, hạt mè, gạo lứt. Một người có mắt sáng mở cái bị ấy ra và xem chúng, nói Đây là lúa tẻ, đây là lúa nếp, đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là mè, đây là gạo lứt. Tương tự như vậy, này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo quán xét ngay trên thân này, từ lòng bàn chân đổ lên, từ tóc trên đầu đổ xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy các loại bất tịnh. Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng ruột lá lách, phổi, ruột, cơ thành ruột, vật thực trong bao tử, phân, ốc, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, dầu da, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước hớp xương hoặc dịch, nước tiểu. Sau đây là sự áp dụng của tỷ dụ. Thân do tứ đại, đất nước lửa gió tạo thành này, giống như chiếc bị với hai đầu mỡ. 32 phần bắt đầu với tóc giống như các loại hạt khác nhau được ném vào cái bị ấy sau khi đã xáo trộn chúng. Người hành thiền ở đây giống như người có mắt sáng, có thể so sánh lúc mà 32 thân phần trở nên rõ ràng đối với người hành thiền là lúc mà cái bị ấy được mở ra và các loại hạt khác nhau trở nên rõ ràng đối với người nhìn chúng. Có 3 cách để hành thiền trên 32 thân phần của thân, thân phần, một canxi ná màu nếu quý vị tập trung trên màu sắc của bất cứ một thân phần nào quý vị có thể thực hành canxi ná màu thích hợp cho tới tứ thiền chẳng hạn nếu quý vị tập trung trên màu trắng của xương quý vị có thể hành canxi ná trắng lên tới tứ thiền được dựa trên tứ thiền nếu quý vị thực hành bốn thiền vô sắc arupachana quý vị có thể đắc cả tám thiền chứng hai thiền bất tịnh nếu quý vị phân biệt bất cứ một thân phần nào hay phân biệt tất cả 32 thân phần là bất tịnh như đã giải thích trong bài kinh này, quý vị có thể đắc sơ thiền. Có một vị trưởng lão tên là Afaya có thể hành được cả hai cách này. 3. Thiền tứ đại Nếu quý vị phân biệt tứ đại trong mỗi thân phần một cách hệ thống, quý vị sẽ thấy rất nhiều tổng hợp sắc Kalapa nếu phân tích các Kalapa này, quý vị sẽ thấy sắc tối hậu hay sắc chân đế. Đây là thiền tứ đại theo cách mở rộng. Trong kinh đại niệm xứ Mahasati xúc tá Đức Phật giảng giải rõ 32 thân phận để thực hành theo lối quán bất tịnh. Patikula Manasikara Nếu quý vị muốn thực hành thiền này, thì việc phân biệt 32 thân phần một cách rõ ràng với mình sát trí Vipassana Pasana Nhân Ná là rất quan trọng quý vị sẽ phân biệt như thế nào? Trước tiên quý vị phải học thuộc lòng 32 thân phần. Kế tiếp quý vị phải tụng đọc chúng. Sau đó quý vị phải tác ý đến 32 thân phần ở trong tâm. Những công việc này là dành cho người mới bắt đầu thực hành và chưa thành công trong bất cứ đề mục thiền nào cả. Còn đối với những người đã thành công trong các đề mục thiền khác, chẳng hạn như đã hành niệm hơi thở Anapanasati lên đến tứ thiền, hay thiền tứ đại cho đến giai đoạn cần định. Họ sẽ sử dụng ánh sáng trí tuệ của họ. Nói chung, với sự trợ giúp của ánh sáng, họ có thể dễ dàng phân biệt được 32 thân phần trong thân của họ. Nếu quý vị quán 32 thân phần là bất tịnh, từng phần một hay quán chung cho đến sơ thiền, sau đó quý vị sẽ tiếp tục hành thiền như thế nào? Đức Phật dạy, như vậy, vị ấy sống quán thân như nội thân, hay vị ấy sống quán thân như ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân như nội ngoại thân. Trong trường hợp này có 3 loại thân, 1, 32 thân phần tóc, lông, móng, răng, da vân vân là một loại thân. 2, sắc thân là một loại thân và ba danh thân là một loại thân. Quý vị phải phân biệt ba loại thân này cả ở bên trong cũng như bên ngoài nội thân và ngoại thân, quý vị sẽ quán như thế nào? Nếu quý vị phân biệt được 32 thân phần một cách rõ ràng, ánh sáng chói lọi sẽ xuất hiện. Đây là ánh sáng của trí tuệ. Với sự trợ giúp của ánh sáng, quý vị có thể phân biệt 32 thân phần của một hành giả ngồi phía trước. Khi quý vị phân biệt được 32 thân phần của người ấy một cách rõ ràng rồi, quý vị phải phân biệt 32 thân phần bên trong, tự thân trở lại. Xong quý vị phân biệt lại 32 thân phần bên ngoài. Sau đó quý vị có thể chuyển sang phân biệt một hành giả khác. Quý vị cứ luân phiên phân biệt lúc thì 32 thân phần bên trong và lúc thì 32 thân phần bên ngoài như vậy. Nếu ánh sáng trí tuệ bị mờ hay biến mất, quý vị phải hành niệm hơi thở cho đến tứ thiền trở lại. Khi ánh sáng mạnh mẽ tái xuất hiện, quý vị lại phân biệt 32 thân phận bên trong và bên ngoài như trước. Theo cách này, quý vị có thể phân biệt 32 thân phận bằng ánh sáng trí tuệ cho đến toàn thế gian. Nếu quý vị thấy những con vật dưới ánh sáng này, quý vị cũng phải phân biệt 32 thân phận của chúng. Nếu quý vị thực hành thiền tứ đại cho đến cận định, định đó cũng có thể tạo ra ánh sáng chói lọi. Với sự trợ giúp của ánh sáng đó, quý vị có thể phân biệt 32 thân phần bên trong cũng như bên ngoài như tôi đã đề cập trước đây. Sau khi đã phân biệt 32 thân phần bên ngoài xong, quý vị có thể phân biệt chúng là bất tịnh. Theo cách này, quý vị có thể đắc cận định chứ không được an chỉ định bậc thiền. Tại sao? Tính chất bất tịnh của 32 thân phần bên ngoài không được rõ ràng như 32 thân phần bên trong. Đó là lý do vì sao, nếu quý vị phân biệt 32 thân phận bên trong là bất tịnh, quý vị có thể đắc sơ thiền, nhưng khi quý vị phân biệt bên ngoài thì không. Nếu một người hành thiền phân biệt 32 thân phận bên ngoài quá nhanh, hết phần này tới phần khác, người ấy sẽ không hiểu được rằng, năm thiền chi đang khởi lên lúc đó là năm thiền chi của cận định. Tuy nhiên, nếu người ấy phân biệt chậm như khi người ấy phân biệt 32 thân phần bên trong, người ấy có thể hiểu được rằng định này không mạnh mẽ và có năng lực như bậc thiền cha ná. Năm thiền chi trong cận định không đủ mạnh để duy trì định. Ngược lại, năm thiền chi trong an chỉ định rất mạnh và có thể duy trì tâm định trong một thời gian dài. Khi đã thành công trong việc đắc sơ thiền, dựa trên thiền này quý vị có thể phân biệt tứ đại, trong 32 thân phần theo tầng phần 1. Chẳng hạn quý vị phải phân biệt tứ đại trong tóc của mình để thấy các calapa tổng hợp sắc. Phân tích các calapa ấy quý vị sẽ thấy 44 loại sắc. Đối với 31 thân phần khác còn lại, quý vị cũng tiếp tục phân biệt theo cách này. Sau khi làm xong, lúc đó quý vị sẽ phân biệt 6 môn, nhãn môn, nhĩ môn, vân vân theo cùng cách thức. Quý vị phải phân biệt sắc tối hậu hay sắc chân đế trong cả 6 môn và 32 thân phần. Sắc này được gọi là sắc thân. Kế tiếp quý vị phải phân biệt các pháp thiền Chanathamma và danh chân đế khởi lên lấy sắc chân đế làm đối tượng. Danh này là danh thân. Như vậy tất cả có 3 loại thân. Quý vị phải phân biệt chúng cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Sau đó Đức Phật đưa ra sự chỉ dẫn cho giai đoạn kế. Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng diệt trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng sanh và diệt trong thân. Ở giai đoạn này quý vị phải phân biệt hai loại sanh và diệt. Một sanh và diệt theo nhân duyên và hai sanh và diệt trong sát na do sự sanh khởi của vô minh ái thủ hành và nghiệp năm thủ ẩn quả sanh khởi đây là sự sanh khởi theo nhân duyên do sự diệt hoàn toàn của năm nhân khi quý vị đạt đến a la hán thánh quả năm uẩn sẽ diệt hoàn toàn sau vô dư niết bàn parinibbana đây là sự diệt theo nhân duyên sự sanh theo nhân duyên và sự diệt theo nhân duyên cùng nhau được gọi là sanh diệt theo nhân duyên sau đó quý vị phải quán rằng, ngay khi những nhân này sanh lên chúng liền diệt, vì thế chúng là vô thường khổ và vô ngã. Cũng vậy, ngay khi năm thủ uẩn sanh chúng liền diệt, vì thế chúng là vô thường khổ và vô ngã. Loại sanh và diệt của các nhân và các quả này là sanh diệt theo sát na. Quý vị phải cố gắng để thấy hai loại sanh và diệt này và giai đoạn kế hay chánh niệm rằng có thân đây được thiết lập nơi vị ấy chỉ đến mức cần thiết cho chánh trí và chánh niệm mà thôi. Điều này muốn nói đến những giai đoạn minh sát trí cao hơn tự hoại diệt trí, phanh gã nhăn ná, đến hành xả trí Sankarupika nhăn ná, rồi Đức Phật dạy tiếp. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vào bất cứ điều gì trong thế gian. Nếu quý vị thực hành pháp phân biệt 32 thân phần này, một cách hệ thống. Một ngày nào đó, minh sát trí của quý vị sẽ trở nên thành thục và thánh đạo sẽ xuất hiện. Bốn thánh đạo sẽ hủy diệt các phiền não khác nhau cho đến khi tất cả đều biến mất. Vào lúc đó, quý vị có thể sống không nương tựa, không chấp trước vào bất cứ điều gì trong thế gian của năm thủ quẩn này. Kế tiếp Đức Phật kết luận phần quán 32 thân phần như sau. Này các tỳ kheo, đây là cách một vị tỳ kheo sống quán thân chỉ là thân. Trong phần này năm thủ ẩn và chánh niệm, quán năm thủ ẩn là khổ đế Dukkha Sát Chá. Vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp là tập khởi hay nhân sanh của khổ Samudaya Sát Chá. Sự diệt hoàn toàn của các nhân và các quả là diệt đế hiệp thế Nirotha Sát Chá. Niết bàn Nibbana là diệt đế siêu thế. Bác Thánh Đạo lấy Niết bàn Nibana làm đối tượng là đạo đế siêu thế, tất cả có tứ thánh đế. Nếu quý vị chứng ngộ hay thấu suốt tứ thánh đế này, quý vị sẽ thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi. Cánh cửa đi vào giải thoát cần được hiểu là như vậy. Sau khi Đức Phật đã giải thích cách quán thân dưới hình thức suy xét trên tính chất bất tịnh của 32 thân phần, ngài tiếp tục giải thích theo cách quán sát trên các giới của sắc như sau: Ừ. quán sát trên các sắc giới, quán sát tứ đại. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo quán sát ngay trên thân này, dù thân được đặt hay được bố trí như thế nào, vị ấy quán sát nó dưới dạng các giới như sau. Trong thân này có địa đại, giới, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Tôi muốn giải thích thêm một chút về cách làm thế nào để thực hành thiền tứ đại cho quý vị hiểu trong thân của chúng ta có bốn đại đó là địa đại thủy đại hỏa đại và phong đại bốn đại ấy như thế nào cứng thô nặng mềm mịn nhẹ là địa đại lưu chảy và kết dính là thủy đại nóng và lạnh là hỏa đại nâng đỡ và đẩy là phong đại quý vị có thể bắt đầu bằng việc phân biệt đặc tính đẩy hay bất cứ đặc tính nào khác mà quý vị thấy dễ phân biệt. Cho dù quý vị bắt đầu bằng đặc tính nào, cuối cùng thì quý vị cũng phải phân biệt được hết tất cả 12 đặc tính này. Nếu quý vị bắt đầu với đặc tính đẩy, sẽ là dễ dàng cho quý vị để phân biệt hay quán nó trước trong hơi thở. Kế đến quý vị phải dần dần phân biệt đặc tính ấy ở khắp nơi trên thân thể. Có một cách dễ dàng hơn là phân biệt nó sau khi quý vị đã thành công trong việc thực hành một đề mục thiền nào khác lên đến bậc thiền cha nó đặc biệt là tứ thiền. Trong mỗi thời ngồi quý vị nên nhập vào thiền đó. Sau khi xuất thiền quý vị phải phân biệt tứ đại. Nhờ có định sâu việc quán này sẽ trở nên dễ dàng và rõ ràng hơn. Tại sao? Trong kinh định Samathisutta của Tương ưng Bộ Kinh, Đức Phật có nói này các tỳ kheo các vị nên tu tập định vị tỳ kheo với tâm định sẽ thấy các pháp đúng như chúng thực sự là vì vậy sau khi xuất thiền quý vị nên quán đặc tính đẩy nơi bụng của quý vị đặc tính này sẽ rất dễ thấy và rõ ràng đối với quý vị sau khi đã phân biệt được đặc tính đẩy trong toàn thân quý vị phải phân biệt đặc tính cứng trong toàn thân rồi đặc tính thô, nặng, mềm, nhẹ và mịn. Quý vị phải phân biệt chúng theo từng đặc tính một và làm đi làm lại nhiều lần. Và tốt hơn nữa, nếu quý vị có thể phân biệt chúng trong từng oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Vì nếu quý vị chỉ có thể phân biệt chúng trong oai nghi ngồi, chánh niệm của quý vị sẽ rất yếu. Hậu quả là định của quý vị sẽ không tăng đều và nhanh chóng. Như vậy, nó sẽ làm cho quý vị phải mất một thời gian lâu để thiền. Kế, quý vị phải tiếp tục phân biệt các đặc tính khác, lưu chảy, kết dính, nóng, lạnh, nâng đỡ và đẩy. Quý vị phải phân biệt đi phân biệt lại 12 đặc tính này từ đầu cho đến chân nhiều lần. Nếu tứ đại không cân bằng, một số hành giả sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là lý do vì sao quý vị được khuyên là hãy thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy thiện xảo quý vị phải quân bình đặc tính nào đang thái quá với tính chất đối nghịch của nó bằng cách tạm thời bỏ qua một bên đặc tính trước và nhấn mạnh đến đặc tính sau chẳng hạn nếu đặc tính cứng trong thân quý vị quá mạnh quý vị tạm thời không nên phân biệt nó lúc đó mà chỉ phân biệt đặc tính mềm thôi khi thấy cần thiết quý vị nên quân bình theo cách như vậy đối với năm cặp đặc tính khác thô và mịn nặng và nhẹ lưu chảy và kết dính nóng và lạnh nâng đỡ và đẩy với hầu hết các trường hợp thì cứng thô và nặng là những đặc tính rất mạnh những người hành thiền thường không thể chịu đựng được chúng và lúc đó họ nên tạm thời đặt qua một bên ba đặc tính này và chỉ nhấn mạnh đến các đặc tính mềm mịn và nhẹ thực sự ra cứng và mềm cùng là một đặc tính nhưng ở những mức độ khác nhau mà thôi chẳng hạn khi quý vị sờ vào len quý vị có thể cảm thấy nó mềm nhưng nếu sờ kỹ nó quý vị có thể cảm thấy rằng vẫn có một chút cứng trong đó vì thế mà cứng yếu gọi là mềm và cứng mạnh thì gọi là cứng tương tự thô yếu thì gọi là mịn và thô mạnh thì gọi là thô nguyên tắc này cũng có giá trị đối với bốn cặp đặc tính khác. Do đó, chỉ phân biệt các đặc tính mềm, mịn và nhẹ cũng xem như đủ cho sự phân biệt địa đại rồi. Nếu quý vị hành theo cách này, tứ đại sẽ trở nên quân bình và định của quý vị sẽ cải thiện. Nếu quý vị có thể phân biệt được 12 đặc tính từ đầu đến chân một cách hệ thống, nhanh chóng và nhiều lần, lúc đó quý vị có thể thực hành lướt qua tứ đại trong thân như một tổng thể. Trong khi lướt qua, quý vị không cần phân biệt đầu, mình, tay, chân. Quý vị không nên di chuyển sự chú ý của quý vị từ nơi này đến nơi khác, mà chỉ nên phân biệt tứ đại. Nếu quý vị có thể phân biệt được 12 đặc tính, hầu như cùng một lúc như vậy, quý vị có thể chuyển sang phân biệt bốn nhóm. Khi phân biệt các đặc tính cứng, thô, nặng, mềm, mịn và nhẹ quý vị sẽ phân biệt chúng chỉ như địa đại khi phân biệt lưu chảy và kết dính quý vị sẽ phân biệt chúng là thủy đại khi phân biệt nóng và lạnh quý vị sẽ phân biệt chúng là hỏa đại và khi phân biệt đặc tính nâng đỡ và đẩy quý vị sẽ phân biệt chúng là phong đại theo cách này quý vị sẽ phân biệt đi phân biệt lại nhiều lần đất nước lửa gió khi định của quý vị cải thiện quý vị sẽ không còn thấy thân của mình nữa mà chỉ thấy một khối tứ đại nếu quý vị có thể tập trung trên tứ đại trong khối đó khi định cải thiện quý vị sẽ thấy thân của quý vị trở nên trắng toát nếu quý vị tập trung trên tứ đại trong thân trắng toát đó và khi định cải thiện nó sẽ trở nên trong suốt quý vị phải tiếp tục tập trung trên tứ đại trong khối trong suốt đó khi định cải thiện thêm khối trong suốt đó sẽ phát sáng trong bài kinh đức phật đưa ra một ảnh dụ như sau này các tỳ kheo ví như một người đồ tể thiện xảo hay người học việc của ông ta giết một con bò và ngồi tại ngã tư đường với con bò đã bị xẻ thịt ra thành từng miếng tương tự như vậy này các vị tỳ kheo Vị tỳ kheo quán sát ngay trên thân này, dù nó được đặt hay được bố trí như thế nào, vị ấy quán sát nó dưới dạng các giới như sau. Trong thân này có địa đại, giới, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Sự giải thích chi tiết về ý nghĩa cũng như việc áp dụng của ảnh dụ trong mối liên quan này là như sau. Người đồ tể không bỏ được cái tưởng về bò trong khi cho nó ăn trong khi đưa nó tới lò mộ, trong khi cột nó lại và treo nó ở đó, trong khi giết nó và ngay cả khi thấy xác của con bò, cho tới khi ông ta cắt và chia nó thành từng phần, lúc ấy ý tưởng bò mới biến mất và tưởng thịt sẽ phát sanh. khi đó trong ông ta sẽ không còn ý nghĩ này. ta đang bán bò hay những người này đang mua bò. thay vào đó ông nghĩ ta đang bán thịt và những người này đang mua thịt đối với vị tỳ kheo cũng vậy tưởng về chúng sanh hay tưởng về người sẽ không biến mất nếu vị ấy không quán sát trên thân này dưới dạng các giới tứ đại khi nó được đặt hay được bố trí trong bất kỳ oai nghi nào tuy nhiên với người nào quán sát dưới dạng các giới tưởng chúng sanh hay tưởng người sẽ biến mất đặc biệt khi vị ấy thấy các tổng hợp sắc Kalapa và phân biệt tứ đại trong mỗi Kalapa ấy. Và lúc đó vị ấy phá vỡ được hối tưởng về người, về hình dạng, tâm được thiết lập dưới dạng các giới. Vì thế Đức Thế Tôn tuyên bố, vị tỳ kheo quán sát ngay trên thân này, dù nó được đặt hay được bố trí như thế nào, dưới dạng các giới và nghĩ như vậy. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Người hành thiền được so sánh với người đồ tể, tưởng về chúng sanh được so sánh với tưởng về bò, bốn oai nghi được so sánh với ngã tư đường và sự quán sát dưới dạng các giới được so sánh với tình trạng ngồi với thịt đã được xẻ ra thành từng miếng. Nếu quý vị hành thiền tứ đại một cách hệ thống, quý vị sẽ thấy thân trở nên trong suốt. Nếu quý vị tiếp tục phân biệt tứ đại trong thân trong suốt ấy, nó sẽ phát ra ánh sáng. Lúc đó nếu quý vị phân biệt hư không trong thân trong suốt, quý vị sẽ thấy nhiều tổng hợp sắc Kalapa và quý vị phải phân biệt tứ đại trong mỗi Kalapa ấy. Trước hết, quý vị phải phân biệt 12 đặc tính theo tuần tự từng đặc tính một trong một Kalapa. Chẳng hạn quý vị phải phân biệt đặc tính cứng trong thân nói chung. Rồi quý vị phải phân biệt đặc tính cứng chỉ trong một Kalapa quý vị phải cố gắng phân biệt xen kẽ tới lui nhiều lần theo cách này. Khi quý vị đã có thể phân biệt được đặc tính cứng trong một calapa rồi, quý vị sẽ cố gắng phân biệt hai đặc tính, cứng và thô. Một lần nữa, phân biệt khắp toàn thân nói chung trước, và sau đó phân biệt hai đặc tính, cứng và thô, chỉ trong một calapa. Quý vị phải cố gắng phân biệt xen kẽ tới lui nhiều lần. Quý vị cứ thực hành như thế, mỗi lần thêm vào một đặc tính cho tới hết 12 đặc tính. Tuy nhiên, trong một calapa riêng lẻ, quý vị không thể phân biệt được những đặc tính đối nghịch. Chẳng hạn, trong trường hợp của địa đại, khi quý vị thấy đặc tính cứng rõ rệt trong một calapa, quý vị không thể thấy đặc tính mềm trong cùng calapa ấy. Hoặc nếu đặc tính mềm rõ nét trong một calapa thì đặc tính cứng sẽ không rõ nguyên tắc này cũng có giá trị đối với hai cặp khác thô và mịn nặng và nhẹ như vậy trong mỗi calapá quý vị chỉ có thể phân biệt được ba đặc tính của địa đại nghĩa là hoặc đặc tính cứng thô và nặng hoặc đặc tính mềm mịn và nhẹ mà thôi còn về thủy đại vì để dễ hiểu nên chúng ta nói rằng nó có hai đặc tính lưu chảy và kết dính trong thực tế kết dính là sự thể hiện của thủy đại và chỉ có lưu chảy là đặc tính của nó mà thôi. Đó là lý do vì sao quý vị có thể phân biệt được cả hai đặc tính của thủy đại trong cùng một Kalapa. Đối với hỏa đại, nó có hai đặc tính nóng và lạnh. Nếu nóng rõ nét trong một Kalapa, thời lạnh sẽ không rõ, và ngược lại. Vì thế quý vị chỉ có thể phân biệt được một trong hai đặc tính này trong mỗi Kalapa. Đối với phong đại, nâng đỡ là đặc tính. Và đẩy là nhiệm vụ của nó. Quý vị có thể phân biệt cả hai đặc tính này trong một calapa. Như vậy, mỗi lần quý vị chỉ có thể phân biệt được tối đa 8 đặc tính trong một calapa, chẳng hạn như cứng, thô, nặng, lưu chảy, kết dính, nóng, nâng đỡ và đẩy. Quý vị phải phân biệt 8 đặc tính hay nói cách khác, phân biệt tứ đại trong mỗi calapa như thế. Sau khi đã phân biệt thành công theo cách này, quý vị phải phân biệt các calapa trong 6 môn. Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thần môn và ý môn. Các tổng hợp sắc calapa có thể được chia thành hai loại, trong suốt và không trong suốt. Trong cả hai loại calapa ở 6 môn, quý vị phải phân biệt tứ đại như quý vị đã làm trước đây. Nếu quý vị phân biệt được theo cách này, định mạnh và đầy năng lực sẽ phát sanh. Theo chú giải, định này được gọi là cận định, nhưng theo phụ chú giải, nó được gọi là xác na định. Vì sao hai bản chú giải lại nói khác nhau như thế? Sự giải thích của chú giải chỉ là một phép ẩn dụ. Khi quý vị tập trung trên tứ đại trong một kalapa, định mạnh và đầy năng lượng sẽ phát sanh. Sức mạnh của nó gần như bằng với sức mạnh của cận định, đó là lý do vì sao chú giải nói rằng nó là cận định. Tuy nhiên cận định thực sự hẳn phải rất gần với bậc thiền cha ná rồi. Nó hiện hữu trong cùng tiến trình tâm với bậc thiền. Sau nó cha ná chắc chắn sẽ phát sanh. Nhưng cho dù quý vị có cố gắng thực hành thiền tứ đại này đến bao nhiêu, quý vị cũng không thể đắc thiền cha ná. Vì thế chúng ta không thể nói định này là cận định thực thụ. Đó là lý do vì sao Phụ Chú Giải nói rằng định này chỉ là sát na định vậy. Khi quý vị có thể tập trung trên tứ đại trong mỗi kalapa, quý vị phân biệt là quý vị đã đạt đến giai đoạn định cao nhất của thiền tứ đại. Đồng thời đây cũng là giai đoạn bắt đầu của thiền binh sát Vipassana. Vì thế thiền tứ đại liên quan đến cả thiền chỉ Samatha và thiền binh sát Vipassana. Sau khi phân biệt tứ đại trong một kalapa, quý vị phải phân biệt các sắc y đại sanh, 24 sở tạo sắc trong cùng kalapa ấy như màu mùi vị và dưỡng chất nếu quý vị phân biệt được sắc tứ đại và sắc y đại xanh như vậy quý vị xem như đã thấy sắc chân đế vào lúc đó quý vị đã phá vỡ được khối tưởng có ba loại khối tưởng trong sắc một xanh tathikhana khối tưởng về sự tương tục hay tương tục khối tưởng hai Samuhakana, khối tưởng về sự tập hợp, tập hợp khối tưởng. Và ba, Kichakana, khối tưởng về phận sự, phận sự khối tưởng. Thường thường khi những người mới bắt đầu phân biệt tứ đại trong toàn thân nói chung, một lúc nào đó họ sẽ không còn thấy thân nữa. Họ chỉ thấy một sự cô đặc của tứ đại, và lúc đó họ vẫn chưa phá vỡ được khối tưởng bao lâu họ còn không thấy các calapá tổng hợp sắc họ vẫn có tưởng về chúng sinh về đàn ông đàn bà cha mẹ tôi anh nhưng nếu họ thực hành thêm họ sẽ chỉ thấy các tổng hợp sắc calapá bên trong và bên ngoài và tưởng về các chúng sinh khi ấy biến mất tại sao bởi vì họ đã phá vỡ được tương tục khối tưởng santatikana họ chỉ thấy các calapá chứ không thấy bất kỳ chúng sinh nào cả. Tuy nhiên các tổng hợp sắc kalapa vẫn không phải là sắc chân đế. Quý vị phải tiếp tục phân tích các kalapa ấy để thấy sắc chân đế như đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Chỉ lúc đó tập hợp khối tưởng samohakha ná mới biến mất. Dù tập hợp khối tưởng không còn quý vị vẫn phải phân biệt thêm để phá vỡ khối tưởng về phần sự. Có ít nhất 8 loại sắc trong mỗi Kalapa. Mỗi loại sắc trong đó đều có một phần sự riêng của nó. Chẳng hạn, địa đại có phần sự khác với thủy đại. Để phá vỡ khối tưởng về phần sự, quý vị phải phân biệt đặc tính, phần sự, sự thể hiện và nhân gần của mỗi loại sắc. Khi quý vị loại trừ được ba loại khối tưởng này, quý vị kể như đã thấy sắc chân đế loại trí này rất cần cho các hành giả minh sát liên quan tới điều này đức phật có dạy trong thiền tứ đại này các tỳ kheo ví như một người đồ tể thiện xảo hay người học việc của ông ta mổ một con bò và ngồi tại ngã tư đường với con bò đã bị xẻ ra thành từng miếng tương tự như vậy này các tỳ kheo Vị tỳ kheo quán sát ngay trên thân này, dù cho nó được đặt hay bố trí như thế nào, vị ấy quán sát nó dưới dạng các giới như sau. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Vào lúc đó, vị ấy không thấy các chúng sinh, không thấy người, không thấy có đàn ông, đàn bà, cha, mẹ, vân vân. Vị ấy chỉ thấy sắc chân đế. Sau khi đã phân biệt sắc chân đế, Quý vị sẽ quán tiếp như thế nào? Đức Phật giải thích giai đoạn kế. Như vậy, vị ấy sống quán thân như nội thân, hay vị ấy sống quán thân như ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân như nội và ngoại thân. Ở giai đoạn này có hai loại thân, một sắc thân rupa kaya và danh thân nama kaya quý vị phải phân biệt cả hai thân ấy vì sao nếu chỉ quán sắc chân đế là vô thường khổ và vô ngã thì không đủ để quý vị chứng ngộ niết bàn -Pan, niết quý vị cũng còn phải quán danh chân đế là vô thường khổ và vô ngã nữa sau khi quán xong danh và sắc trong nội thân quý vị phải phân biệt danh và sắc bên ngoài hay ngoài thân lý do là vì chúng ta mới chỉ có thể quán danh và sắc chân đế là vô thường khổ và vô ngã, chứ chúng ta chưa thể quán các chúng sinh là vô thường khổ và vô ngã được. Vì thế để loại trừ hết mọi tham ái, tà kiến và các phiền não khác, quý vị phải quán danh và sắc chân đế cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Theo các giai đoạn tuệ minh sát thì đây là giai đoạn đầu của minh sát và được gọi là tuệ phân tích danh sắc hay danh sắc phân tích trí. Namarupa Parichena Nhân na rồi Đức Phật giải thích giai đoạn kế. Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng diệt trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng sanh và diệt trong thân. Ở giai đoạn này, Đức Phật kết hợp ba loại minh sát trí lại với nhau. Một trí phân biệt nhân duyên, Pachaya Parigaha Nhân Ná, là loại trí phân biệt các nhân và các quả. Hai trí thẩm sát tam tướng sammasana, nhàn nã là loại trí hiểu rõ tính chất vô thường khổ và vô ngã của các hành sankhara ba trí hiểu rõ sanh diệt hay sanh diệt trí uda yapaya nhàn nã loại trí hiểu rõ sự sanh và diệt của các hành sankhara là vô thường khổ và vô ngã vì thế quý vị phải phân biệt các nhân của danh và sắc chân đế trong các kiếp sống quá khứ quý vị đã tích lũy năm nhân vô minh avicha ái tăng hà thủ upadana hành sankhara và nghiệp kama sau khi phân biệt năm nhân quá khứ này xong quý vị phải phân biệt mối tương quan nhân quả giữa các nhân này và năm thủ ẩn hiện tại đây là trí phân biệt nhân duyên pachaya paris gaha nhan khi đã làm được điều này Quý vị phải quán cả nhân và quả ấy là vô thường khổ và vô ngã. Đây là trí thẩm sát tam tướng, Sammasana nhân nã. Kế đến, quý vị phải tu tập trí hiểu rõ sanh diệt hay sanh diệt trí Uda Yabhaya nhân nã. Để tu tập trí này, quý vị phải phân biệt hai loại sanh diệt, đó là sanh diệt theo nhân duyên và sanh diệt trong sát na. Do sự sanh của năm nhân, năm thủ quẩn sanh, do sự diệt của năm nhân năm uẩn diệt hoàn toàn đây là sự sanh và diệt theo nhân duyên quý vị cũng phải phân biệt để thấy rằng cả nhân lẫn năm thủ uẩn đều vô thường bởi vì ngay khi vừa sanh lên chúng liền diệt đây là sự sanh và diệt trong sát na một số hành giả có thể hỏi tại sao cả danh lẫn sắc chân đế đều diệt ngay khi sanh lên trong bài kinh sahetu anicca của tương ưng bộ kinh chẳng hạn đức phật giải thích này các tỳ kheo sắc là vô thường các nhân và duyên tạo ra sắc ấy cũng là vô thường này các tỳ kheo làm thế nào sắc do các nhân và duyên vô thường tạo ra lại có thể là thường được vì thế các nhân và các duyên là vô thường sắc cũng là vô thường chẳng hạn trong các kiếp sống quá khứ quý vị đã tích lũy năm nhân vô minh avicha ái tăng ha thủ upadana Hành sanh và nghiệp cam áp vô minh, ái và thủ được gọi là các duyên, trong khi hành và nghiệp là các nhân. Nếu quý vị phân biệt duyên khởi, quý vị sẽ thấy chúng một cách rõ ràng và quý vị sẽ biết rằng ngay khi vừa sanh lên chúng liền diệt đó là vô thường. Và vì lẽ các nhân đã là vô thường, các quả của chúng làm sao có thể thường được? Các quả của chúng, tức danh và sắc cũng là vô thường, tại sao? bởi vì các nhân và các duyên không có năng lực để làm cho các quả vững bền được vậy ví dụ khác ngoại trừ tâm tục sinh kiết sanh thức các tâm còn lại dựa vào ý vật sanh khởi đều tạo ra sắc gọi là sắc do tâm tạo ngay khi tâm sanh lên nó liền diệt vì thế nó là vô thường sắc do tâm sanh cũng vậy ngay khi sanh lên liền diệt nên cũng là vô thường vì sao tâm không có năng lực để làm cho quả của nó vững bền được. Nếu nhân là vô thường, quả của nó có thể thường như thế nào được? Vì thế cả nhân lẫn quả đều vô thường, đây là bản chất của chúng. Quý vị sẽ thấy điều này rõ hơn khi quý vị phân biệt tâm và sắc. Đức Phật dạy Pháp là để cho chúng ta thấy ra được bản chất này. Vì sao? Nếu quý vị thấy được bản chất vô thường, thời tưởng về sự thường hằng và các tưởng sai lầm khác như đây là cha, đây là mẹ, đây là con trai của tôi, đây là con gái của tôi sẽ biến mất. Khi sanh diệt trí Udayabhaya nhân ná của quý vị trở nên thành thục, quý vị nên tiếp tục sang giai đoạn kế. Giai đoạn này, Đức Phật dạy như vậy. Hay chánh niệm rằng có thân đây được thiết lập nơi vị ấy, chỉ đến mức cần thiết cho chánh trí và chánh niệm mà thôi. Ở giai đoạn này, các minh sát trí vipassana nhăn ná cao hơn từ diệt trí phân giá nhằn ná đến hành xả trí sankharupekha nhăn ná được bao gồm. Khi những minh sát trí này thành thục, người hành thiền sẽ chứng ngộ niết bàn với đạo trí và quả trí của mình. Đức Phật giải thích giai đoạn này như sau. Và vị ấy sống không nương tựa không chấp giữ điều gì trong thế gian. Các đạo trí khác của vị ấy sẽ lần lượt đoạn trừ mọi phiền não. Do sự đoạn trừ này, tham ái biến mất trong tâm của vị ấy. Vị ấy sống không nương tựa, không chấp giữ điều gì trong thế gian năm uẩn. Rồi Đức Phật kết luận đề tài thiền này như sau. Này các tỳ kheo, đây là cách một vị tỳ kheo sống quán thân là thân. Do đó nếu quý vị muốn hành thiền tứ đại, quý vị phải hành một cách hệ thống. Hệ thống này đã được Đức Phật dạy trong kinh Đại Niệm Sứ Mahasatipatthana Sutta. Quý vị nên tôn trọng sự chỉ dẫn của Ngài và thực hành dưới một vị thầy thiện xảo. Sau khi giải thích cách quán thân dưới hình thức các giới hay tứ đại, Đức Phật giải thích tiếp cách quán thân qua chính phép quán tự thi như sau, 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 quán tự thi như sau.